Hey, what's up? Chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để biến một bức hình như thế này thành một bức hình như thế này. Thì không dài dòng nữa thì chắc là mình sẽ tiến hành làm cái tutorial này luôn ha. Thank you.
Đó là cách để làm một cái artwork như thế này. Giờ để xuất ra ảnh PNG thì mọi người nhấn vào hộp phím Ctrl Shift Alt T W. Cho mình một like và một bình luận ở dưới nha. Một nút đăng ký cũng được.